Em xin giới thiệu, đây là máy lọc không khí và bù ẩm hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Model là Sharp KC-A50. Kích thước của máy như sau: chiều cao là 56 cm, chiều ngang là 38 cm và hậu sâu 22 cm. Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các anh nhận hàng tại nhà mua máy này thì vui lòng cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu mình chuyển đủ 100% thì em sẽ bao luôn phí ship cho mình nha. Khi nhận hàng sẽ không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Cần tư vấn thì cứ gọi trực tiếp 0931008099 hoặc vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hàng bên em bán ra đảm bảo nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok và bảo hành 6 tháng cho mình sử dụng nha. Đây là máy lọc không khí và bù ẩm, cũng giống như cái tên của nó em vừa nói. Nó có chức năng lọc không khí và đặc biệt có công nghệ ion plasma luster. Đây là công nghệ độc quyền của Sharp, tạo ra những cái ion làm sạch, loại bỏ vi khuẩn virus gây ô nhiễm và độc hại trong phòng của mình. Ngoài chức năng ion plasma luster ra thì của máy nó có rất là nhiều màn lọc, nào là lọc thô thì mình có thể lọc những bụi bặm to lơ lửng trong không khí, lọc than hoặc tính, nó khử những mùi hôi do bia rượu, thuốc lá, ẩm mốc hoặc là những cái quá chất ở trong phòng của mình. Và cuối cùng là màn lọc HEPA, hiệu suất lọc của màn lọc này lên tới 99,95%. Lọc những cái hạt bụi rất là nhỏ mà mắt thường mình không nhìn thấy. Những cái bụi này có thể gây ra hen suyễn hoặc là dị ứng suy hô hấp cho trẻ em. Chức năng của máy này quá nhiều đúng không? Mình túm gọn lại như vậy. Trong diện tích phòng từ 30 đến 40 mét vuông, mình cần một cái không khí trong lành để sử dụng hàng ngày thì mình đặt cái máy này trong phòng, mình bật 24/24. Thứ nhất là nó lọc tất cả bụi bặm từ bụi to cho tới bụi nhỏ. Thứ hai là nó có luôn công nghệ ion plasma diệt khuẩn luôn cho mình những cái mùi hôi ở trong phòng được loại trừ, và đặc biệt có chức năng bù ẩm luôn. Đây, bên hông này có một cái hộc nước, mình cứ châm nước đầy vào thì mình sử dụng khoảng 3 ngày. Sau khi hết nước thì mình cứ châm thêm nha. Tạo độ ẩm cho mình, có một không khí thoải mái. Nhất là nhà có người lớn tuổi hoặc là trẻ nhỏ thì cái máy này cực kỳ hữu dụng luôn. Đây là ngoại hình của máy. Ngoại hình của máy khá là đẹp nha. Vậy là em đã test về ngoại hình cũng như là giới thiệu các công dụng của máy. Bây giờ em sẽ quay gần cái màn hình hiển thị để hướng dẫn mình sử dụng nha. Đây là nút tắt mở nguồn. Vui lòng ghim điện 100V giúp em. Nút này là nút tắt nguồn, còn mở nguồn là nút chính giữa này. Ở trong cái máy này có rất là nhiều chức năng. Mình có thể dùng app Google dịch để mình dịch ra những cái tùy chỉnh chức năng trên này, hoặc là vào Zalo sẽ có nhân viên hướng dẫn cho mình cách sử dụng trước khi ship hàng. Đây là công nghệ ion. Ở phía này là lọc không khí và đây là chế độ lọc, lọc bình thường, lọc tự động, lọc im dịu ban đêm vân vân, rất là nhiều chức năng ở đây. Ở đây là khóa trẻ em, nhắn vào 3 giây nó sẽ khóa. Về trên này là chức năng hẹn giờ. Đây là tạo độ ẩm, bù ẩm tự động. Đây là nút tắt nguồn. Rất là dễ sử dụng đúng không? Đây, hiện tại độ ẩm nó đang hiển thị là 63%, nó đang bù ẩm tiếp tục lên. Thông thường trong không khí mình khoảng 70-75%, 80% là dễ chịu nhất. Còn bên này thì nó hiển thị màu nè, khi nào mà nó màu xanh là không khí trong lành, còn nó hiển thị lại màu khác thì là không khí đang dơ hoặc là có bụi bặm trong không khí, nó sẽ đổi màu được và tiến hành diệt khuẩn lọc nha. Vậy là em đã giới thiệu hết các tính năng trên máy cho mình tham khảo rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc clip luôn, mua hàng cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em.